Rồi đó, anh Kiên ngoài đây có chuyện gì anh nói đi. Anh thấy chúng ta không hợp nhau nữa, mình chia tay đi. Cái tạm, gì? Mình tạm dừng tại đây đi. Cái gì chia tay? Ba đầu tiên á, anh nói yêu tôi đã vô, bây giờ anh nói chia tay không hợp là sao? Ban đầu tiên thì thấy hợp, còn bây giờ thấy hết hợp rồi, mình tạm dừng đi. Tôi biết mà, hay là anh có người mới rồi đúng không? Đó cô không cần phải biết. Mà điều quan trọng ngay tại đây là mình chia tay đi. Thôi được rồi. Nếu anh muốn chia tay á, thì kể như tôi và anh từ nay không còn với nhau nữa. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh nói đi, anh là người đàn ông khốn nạn. Em ơi, em làm gì vậy? Em xin lỗi, em không muốn cố ý. Tại em đau lòng quá. Như tay thôi chứ đừng có động tay động chân gì. Gắt đi, gắt quần tôi không? Quần tôi mua biết bao nhiêu tiền không? Em xin lỗi, em xin lỗi. Bây giờ sao tôi bạn về đây? Anh đi mà anh ơi, đừng bỏ em mà anh ơi. Trời ơi, cái áo của tôi. Em không cố ý. Tại vì em không cố ý của cô đó hả? Em đau lòng quá, tại anh bỏ em. Bây giờ tôi không nói nhiều nữa, tôi đi. Anh ơi, đừng đi mà anh ơi. Cô muốn dạ. Đừng có đi bỏ em mà anh ơi. Anh còn gì là cái áo tôi nữa. Ui. Anh cho em xin lỗi. Em bảo em không cố tình mà anh. Lỗi phải quần què. Tại vì anh sợ em đau lòng quá mà. Anh ơi, em đừng có làm gì mà anh ơi. Anh ơi, em xin lỗi anh mà anh ơi. Không có xin lỗi phải anh. Anh buồn em mà anh ơi. Cô buồn ra. Anh không ơi. Ui. Anh làm em đau lòng quá chứ. Cô bớt đau lòng tôi đi. Sao mình làm chuyện gì kỳ khó với đường lòng. Tới đây là được rồi, đừng đau lòng. Bây giờ làm gì kỳ khó giữa đường vậy? Em chia tay Liễu mà. Liễu không chịu, Liễu níu kéo nè, níu sao kéo em ở đây. Sao nó giúp em đi sao rồi? Bộ mà phan đi, chia tay rồi liên quan gì sao mà đồ rách chứa tùm lum chân vậy? Cái bộ đồ ổng mục kìa. Em chia tay em đòi đi về mà không chịu. Níu kéo em lại, níu kéo tới cỡ này nè. Anh ơi, sao rồi, sao rồi giúp em vì sao em muốn xa anh không đâu sao rồi. Thôi, nói chung thì chuyện đâu còn có đó. Giải quyết mà. Bây giờ chuyện là em không còn thương nữa, hết tình cảm rồi. Ta chia tay tại đây đi. Anh ơi. Cũng tội nghiệp đừng quá. Đừng bỏ em mà anh không bỏ em rồi. Em sao chia ai. Phải nhìn cũng thời gian quá nha. Bây giờ phải chia tay thôi. Không phải sao đâu hả? Anh ơi. Cô buông tôi ra, tôi nói với cô lần cuối, mai mốt hãy tránh xa tôi ra. Ôi. Đừng lại gần tôi nữa, đừng cho thấy mặt cô nữa mà bớt đau lòng nha. Chị nói nghe chị nè. Ủa, nghe cái gì mà nghe dữ lắm rồi mà giờ em làm vậy sao mà đành. Nhưng mà em hết tình cảm rồi, em không còn tình cảm nữa. Đó, mình phải chia tay thôi. Tình cảm là thứ gì đâu mà tự nhiên nó hết là hết trời. Nội người ta nói hết là hết rồi. Anh ơi, đừng có đi mà anh ơi. Anh ơi, anh đừng có đi anh ơi. Anh đừng có đi bỏ em mà anh ơi. Anh đừng có đi bỏ em mà anh ơi. Anh ơi. Anh đó, con dạy. Trời ơi, gì vậy? Ủa, gì vậy? Sao bây giờ cái dâm nhất cái này đây mà cạp nó ra lại? Cái gì vậy? Cái xe của tôi. Trả xe tôi lại. Cô làm cái gì xe tôi vậy? Anh ơi, em không cố tình đâu, tại em làm đau lòng quá. Cô bớt đau lòng đi. Tôi nói cô là không phải, đang không cần phải đau lòng nữa. Khúc này không cần phải đau lòng nữa, để tôi đi về. Thôi, cái chụp đèn của tay em làm gãy luôn rồi. Hư cái đuôi đèn tôi luôn rồi. Chạy đây. Rồi. Em buông ra. Mấy chị buông ra, mấy chị buông ra. Đừng đụng vô xe nữa, tôi nữa. Anh hay để tôi yên khúc này. Anh ơi, anh đừng có bỏ em mà anh. Cô bớt lại giùm tôi đi, bớt. Cô quá mệt mỏi rồi, tội nghiệp quá. Chị xin suy nghĩ lại đi. Không suy nghĩ được. Vậy này tại tôi mới đi về. Của anh nó bị mục cái bồ. Chứ đâu ra đứa con gái mà hả, nó lị tình vậy. Ê, đừng có bỏ em mà không ơi. Bớt mệt em quá mệt mỏi rồi. Cái quần què gì vậy? Ai ta chị không có đụng vô nha. Cô né ra đừng đụng vào xe tôi nữa. Em đau lòng thiệt mà anh. Cô bớt đau lòng tôi cái đi.
đừng đụng vào xe tôi, nói hãy để tôi yên tôi đi về. Quá mà tỏi rồi. Cái xe có biết gì đâu, tại nó mục kìa, không biết gì đâu. Bây giờ cô đừng có đụng vào nữa. Mà anh xài cái gì cũng mục quá chân vậy. Anh trông em xin anh, đừng bỏ em mà. Trông ơi, em còn yêu anh nhiều lắm. Tôi quá già sợ cô rồi, cô buông tôi ra đi. Mà nó hiểu gì vậy trời. Anh không à. Nó nói tới đó thì cho nó cơ hội quay quay đầu đi. Bây giờ không có cơ hội nào đây nữa. Lúc nãy còn cơ hội, còn lúc này mất cơ hội luôn rồi. Khác rồi. Hồi nãy là nãy còn cơ hội. Cán cán cô ta lại coi giùm tôi coi. Anh đi đâu, anh muốn đi đâu? Anh muốn đi đâu? Tôi đi về. Em muốn cho anh về đó, anh không có đành được, anh có về. Gì vậy? Ba. Để tao nghe cái giọng của cô đó. Chị cái gì, chị? Không, tôi mới nghe một cái âm thanh gì đó. Nó gãy cái bánh xe luôn rồi. Sao cô phá quá trời vậy? Tôi đã kêu cô đừng có đụng vào xe tôi nữa rồi. Để tôi chạy về. Rồi bây giờ giờ sao tôi về? Cô bao bao đây đó, anh em coi. Để chị lại đợi cho nó đi. Không phải tại chị nghe. Chị chưa có đỡ. Ê, đỡ cho anh giùm coi. Anh đừng có đỡ hết trơn rồi chị ơi. Ê, cái mắt ra nó ra luôn rồi chị ạ. Nói vậy, em làm gì của người ta vậy? Để sáu rồi đừng đụng vô. Ê, chạy đỡ lên chị ơi, dỡ lên chị. Phụ em coi. Rồi sao? Mấy chị đi hết đi, đi hết đi, đi hết đi. Ủa chị đâu có làm để tôi bình yên, để tôi bình yên, đừng đụng vô nó, đừng đụng vô. Tránh xa tôi ra. Cách xa tôi ra 2 mét. Đừng lại gần tôi. Đừng lại gần tôi nữa. Cho tôi bình yên nhé. Em xin anh mà anh đâu. Sao mà nó cảm thấy gì xin đi, chạy đâu, cái đầu này sao cái gì? Thế còn chạy được không? Anh đông ơi, em xin anh. Ui. Mày biết lý do tại sao chia ba mẹ đó? Mày gớ vô cái gì anh đang gặp cái gì trời? Anh đông ơi, em xin chạy anh ơi. Đừng đụng nữa. Con người tôi không còn gì để cô đụng nữa chứ. Tại em đau lòng mà. Cô bớt đau lòng, nãy giờ cô đau lòng là banh hết xe tôi rồi đó. Đừng đau lòng nữa. Anh ơi. Anh để chị phụ đẩy về cho. Thôi chị buông ra luôn, để em tự xử. Ai chị đừng đụng vô nữa. Chị không có đụng đâu, trời ơi, nãy giờ đâu. Giờ sao dắt vậy? Bây giờ sao giờ chị? Sao chắc chị tao cứu mày nói. Sao? Anh ơi đừng có bỏ em mà anh thông rồi em. Cô buông đi, bây giờ đừng, cô đừng có. Ê, cái đầu phải là em nha, ta anh tự làm nha. Nói em chưa đụng cái đầu luôn, mày anh tự xử thì cái thừa em. Mà cô xui xẻo quá trời vậy. Anh nói ai xui? Anh mệt quá trời mệt rồi. Anh điện cho ai gì? Đây khỏi điện anh vậy. Điếu kéo thì hiểu thôi. Alo. Xíu nữa anh cho xe ba gác là dở xe em về giùm em nha. Ở đâu? Ở chỗ nhà nghiêu anh điện ngay. Anh điện con nào? Anh điện con nào phải không? Anh có. Rồi bể điện thoại luôn. Là một cái nó tách ra làm hai luôn à. Anh đi cái gì đó. Này chị về mình đi vô đi. Em không. Bây giờ đừng lại gần tôi nữa, Các chị. Ở yên đó, tôi đi về nha. Còn chiếc xe. Ê. Ê không mấy giờ mình kêu đồ, mình kêu dây chai là mình bán đồ món đi. Trời ơi, anh bỏ em tiền rồi. Không, tao gặp tao cũng bỏ, tao quá sợ hãi rồi. Đừng đụng tao, mày đụng tao hồi dắt nữa đó. Nhưng mà anh không, anh bỏ. Tại sao? Thôi nín đi, đừng có khóc nữa, lỡ rồi, không có ngày kiếm khác. Chị ơi. Ê, chị không có đồ món đâu nha. Bao nhiêu lâu anh nói anh thương em, bây giờ anh có người khác, anh bỏ em đó chị. Thì sao chia sẻ nó vậy? Thì bởi vậy. Gầu ghê. Bây giờ quyết định sao, tính sao giờ, mình đi đó nó hoài. Hả? Bây giờ sao? Thôi không mấy đi về bình tâm lại đi em ơi, suy ngẫm lại đi. Mình coi mình làm gì sai. Nhưng mà... Chứ chị thấy em cũng được mà, chứ đâu xấu gì đâu, giờ em dễ thương nữa. Hiểu không? Thôi đi về đi. Nhưng mà em có làm gì có tội đâu mà anh bỏ em gì đó chị. Ôi, ai biết đâu.
lần đầu tiên thì anh nói ngọt ngào yêu đương lắm mà bây giờ anh đối xử với em vậy đó. Ủa, sao cười vậy? Không có này. Rồi giờ có người khác là phải rồi đó, chấp nhận nó cười. Em đang khóc cái cười gì mà mấy chị kỳ cục quá. Ủa, sao em khóc lại ai? Chắc có lẽ này cũng là một cái gì đó. Cười à? Ừ. Ý ta đang buồn kia ta cười vô cười thử coi, chị so sánh là cười thử thôi. Cười 2, 3. Cô chị má. Chắc là đây là lý do nó nghe bây giờ mình đi về á. Đi về đi. Hối lỗi đi. Nha. Sao cười nữa vậy? Đang khóc, nó nói là nó đang khóc rồi. Bây giờ về không không hả chị? Chị em tôi về à? Về em về. Nó đi về đi chứ sao giờ? Ê! Em đến đây là em chưa làm gì luôn á. Ủa tao cũng không thấy nó làm gì luôn á. Em mới đi ngang thôi. Thấy mày xui đến nỗi vậy luôn. Mày gió á, phải gió á. Em chưa đụng ngã luôn. Không phải gió đâu, hình như là trời em xui lắm, xui lắm rồi. Có gì bình tĩnh nói nha, nha. Đâu phải tại em xui đâu, tại nhưng mà có gì bình tĩnh nói đúng không? Đúng rồi, có. Đừng ai cũng bỏ rơi mình hết như trời. Nước anh ơi. Ăn gì không? Ba không bệnh hoài đó, con rút men gì đó cho ba uống. Con đi 2 năm rồi con muốn về à. Nhanh mà. Để gắn ở nhà nha. Làm cái gì nặng quá. Mẹ kêu... lo cho cha, con đừng có lo. Cái gì thì kêu anh hai phụ nè mẹ. Rồi. Dạ. Con đi. Dạ. Ráng ăn uống vừa điều độ nha. Dạ. Con đi mà. Ráng ăn uống vừa độ nha. Dạ. Con đi xe tới rồi, con đi nha mẹ. Ráng đi tình sức khỏe nha. Mẹ giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ điện thoại nha. Xe tới rồi, mình đi anh em ơi. Xe tới rồi. Xe tới rồi. Để vậy, con đi nha, con đi nha. Dạ, dạ, mẹ lắm, nhớ điện cho mẹ nha. Không có ai vậy. Con đi nhớ anh không? Làm gì con cười dữ vậy? Cười dữ vậy? Con cười dữ vậy? Không cười đâu. Đó không, mà cô mới nghe con cười. Con đang khóc đó cô. Đang khóc quá hả? Thấy đừng có mua được nữa. Thôi xe tới nè, em chuẩn bị đi. Em áo dán về với sức khỏe nha. Mấy năm anh về. Ủa nó đi cũng vậy. 2 năm anh về. 2 năm có 24 tháng à, chứ gì đâu. Con đem gì qua vậy? Em buồn quá. Thôi đừng có buồn nữa. Anh buồn rồi. 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 Cảm ơn em nha. Thôi thôi, thôi. Tranh thủ đi đi con. Tranh thủ đi đi để xe đợi. Đi nha. Anh gán nha anh ơi, anh gán về với em nha. Con đi nha má. Đi đi con. Đi nha. Con đi nha. Nhớ gì về sức khỏe nha. Anh không. Anh không. Anh không. Làm gì cười dữ vậy? Nhỏ nhỏ đang khóc mà má nó cười hoài. Anh không. Đánh đi, đánh đi con, đánh đi lên xe rồi con. Thôi đi, anh đi về nè. Xe đi rồi. Đi về. Thôi, đợi có lâu không anh đi? Không, em đợi. Không lộn mấy. Ủa anh Thống đi nha em. Hả? Thống rồi hả? Không đi rồi, hồi sáng anh tiễn đi rồi. Anh không tiễn được, nó có buồn anh không? Trời ơi, buồn phiền gì. Có gì đâu phải tiễn.
nhầm nhò gì à. Cái nói gì mấy mất công nó bằng thân anh mà anh không tiễn nó giận nữa. Trời ơi giận hận mẹ gì anh ơi, bạn thân thằng anh ấy lo á, em là người yêu đó mà anh còn chở em được, nói chi là nhầm nhò gì cái này đó. Ôi em đẹp mà ghét quá đi gần đây nha, chỗ cũ nha. Ừ, ok có gì má ơi má cái ruộng má rồi đâu đéo đéo xong đi đi anh, xong đi đi. Ê hoàng hoàng ai vậy, ai vậy liệu anh con hả? Anh gì mà đúng rồi, anh trai mưa. Trai mưa là con sao? Con là anh cũng liệu hả? Đúng rồi đúng rồi đúng rồi con. Khoan anh về ở đây nó có em anh biết gì đâu mà anh, nhà nó là con một, ba mẹ nó cũng có hai người, hai chị em thôi mà làm gì nó có anh đâu đây. Ừ hay là ủa, thằng này ở đâu lại vậy? Ủa này khoan bà... nhìn mặt quen lắm nè, thằng này hồi xưa học chung chung thống nè. Chung thống hả? Ờ con bạn thống mà con là con của bà Bảy Ly đúng không? Là bạn thân tờ thống hả? Bạn thống hồi xưa nè. Bạn thống sao mà con này đi ôm xe nẹo đi giờ được? Cái chuyện này là sao con? Lẽ hả thống nó mới đi cái chát luôn rồi à, thì ra là thằng thống vừa đi bây giờ nghỉ vụ ở nhà đi chơi với bạn thân. Bạn mà có sao đâu cô, là con mà bị cắm sừng rồi đó má. Ê cô ơi, cô nói gì khác là cô là người đứa gái lăn lòn, cô không hề cắm sừng gì chân nha. Trời ơi tự ứng một sừng với con không có cắm nha. Trời ơi nó nói gì mà con chưa biết hiểu chưa hiểu rõ à, trời tôi không ngờ con người nói vậy luôn á bà Sáu ơi. Đúng là cô nói đi nghĩa vụ nó ở nhà nó đi với trai. Ủa cô, ê cô ơi, cô lớn tuổi cô nói sao mà cho nó nghe nó nhẹ lỗ tai chứ được không? Nói giờ mày nặng gì trời, ai ở nhà chơi với trai? Trời ơi phải gì con đang lúc con đang quen con cô mà con đi với trai con nói con là con cô đi rồi coi như là cái như là kết thúc rồi. Nhưng mà con với nó vẫn còn đang quen nhau. Quen gì con còn hứa hẹn đợi về nữa mà. No never bài không hứa hẹn gì cho nghe con nghe nói con nghe nè, là chưa có tối tờ nào hứa hẹn luôn. Con nói anh nhớ về sớm nha, thì về với mẹ ăn đi, về con làm gì? Tình yêu đâu có lỗi đâu, lỗi là do thằng bạn thân đó. Ôi, không ai đúng ai sai, chỉ những người bắt cá hai tay là những người luôn đúng. Đúng với con mắt mày chứ đúng hả? Ôi chồng thứ con gái thương. Ê gì ai? Có ai hư? Nói cái giọng tông lại nhẹ nhàng chứ thôi là tao đạp một cái rồi gỡ xuống xe. Có ai hư? Nói đó mày á. Ôi tôi chịu được ngày nào chứ mà hư. Vậy mà hồi sáng mèo khóc chuồng. Nó khóc nhiều kiểu lắm. Nè cô nói cho con biết nha, hãy nhìn tấm gương con trai cô trước mắt đi, rồi tới lượt con đi á, nghĩa vụ á, rồi nó đi với thằng khác. Trời ơi mắc cười quá à, cười không? Trời ơi con không biết được cô ơi, giờ sướng trước mắt là con chỉ biết khúc này thôi. Ừ hứ sao này nói tới đó, nói tới đó mà còn chưa chịu thông não nữa. Bốn cái mẹ người cá mẹ một lứa rồi. Ngồi nở chung nấy đi. Bye bye cô, chúc tụi bay hạnh phúc bên nhau nha, coi như con của tao nó nhìn được cái bộ mặt của mày. Bye bye. Tối là, tối là, tối là. Bye bye. Thôi đi bao giờ tối mà ta. Mới đi lại lên lên. Nào mới tới gì trời. Bà xuống đi bà đứng hoài tôi nôn. Anh nội nè nè, bà nôn tôi mới nôn cái gì? Ơi. Không biết cái đó gì kỳ lạ gì mặt ớn ra sao nữa ha. Hả? Mẹ, con về tới rồi mẹ. Về tới. Trời ơi, đi về coi nè. Đây con cái quay quay trong đây nè. Trời ơi. Ê con bình thường hả? Ốm hơn, mẹ thấy ốm hơn, đen hơn nữa. Phải rồi đi chi cho nó rồi. Mẹ hơn. Mẹ thấy con ốm hơn mà đồng đen hơn nữa. Ơi, con ngóng gì vậy? Ủa mẹ. Ngóng gì? Thôi đi tới giờ liệu có qua nhà má không? Dạ. Dạ. Thôi kìa. Mới về hỏi chưa hỏi mẹ nó là ăn uống gì chưa hả, mập ốm ra sao đó, xong về hỏi cái con Hà Nam kia rồi. Hà Nam hảo con liễu. Ôi trời đất ơi đừng có nhắc nó làm cái gì, nhắc nó là chuyện tức thêm mệt quá trời mà. Đợi con nhắc nó gần đẻ rồi. Thôi nhắc nhở làm gì vậy? Ô về từ từ đi Dũng ơi, kìa con nhắc thì nhắc nàng cũng đỡ. Chánh mới về anh Chánh anh mới về. Ô liễu
Còn anh hay hiểu? À. Bộ nó đẻ nó ra gì mà con mày? Không phải con anh đâu. Vậy là sao? Vậy là sao em? Con có bạn thân anh. Gì mà còn mở miệng ra nói được hay nè. Không. Ê, nói gì nói lại rồi. Gì thấu? Sao lúc? Không có ai? Gì đó? Tao lúc mà mày vô tổng mày nói với mấy anh em tao á, đạo liễu nhà đợi mày dữ rồi mà mày vui mày mừng lắm mà thấu. Đợi dữ rồi, đợi dữ dữ lắm rồi. Đợi được 1 tiếng đồng hồ. Nói ai nói cũng được hết trơn á mà làm thôi được hay không là một chuyện. Thì em có đợi anh đó. Đợi được tí. Về anh có nuôi con em nè. Em đợi anh. Đợi anh mà giờ. Bây giờ em muốn đẻ luôn rồi đợi anh. Đợi về đủ vỏ cho hay gì? Không. Anh cũng đừng buồn nha. Có sự gì anh buồn lên gì? Cái điều chưa đám cưới thôi á. Cái ngày bữa mà đám cưới giờ gì? Bữa giờ thấy sớm anh Dương á mà đám cưới đâu? Thì nói chung á, mình không duyên con nợ. Thì buông ra đi, không ngờ cô đối xử tôi như vậy. Nè nha, lúc trước mình nhớ người rất quen, nhỏ khác. Năm giờ rồi. Năm giờ mà giờ nó cũng... Là thằng Đức, quen nhỏ khác. Rồi là con liễu này có bầu là Đức bỏ luôn. Trời gì đó hả? Là thằng Đức đó hả? Là, là, là. Vua là anh ơi, mà phải rồi, thì ra là ở với nhỏ này có bầu xong rồi bỏ như thế này. Trời ơi. Cái gì vậy? Là sao em? Sao gì nữa? Không nên nghĩ ra đúng không? Thầy cả mẹ. Ừ. Con của anh đúng không? Trời ơi, nói cái gì mà còn con của anh của nó nè. Hả? Mày bắt Bluetooth cái gì? Đi vô đây. Là con nhỏ này nè, lúc mà mình đi nghĩa vụ á là nó ở với thằng Đức. Rồi bây giờ có bầu xong này chia tay nhỏ này đi có bầu khác rồi. Vừa lòng tao. Trời ơi. Liễu. Liễu liếc gì nữa. Liễu. Anh biết là. Thôi đừng có buồn nữa mà. Anh biết là không, nó không phải con anh. Nhưng mà vì thương em thì anh chấp nhận. Giờ con ai cũng được chứ. Anh vì sao mà em thề nói ái nái trong lòng lắm anh. Em xin lỗi anh như ngày xưa em không có đợi. Em gian dối anh. Em cấm cho anh 5-6 cái sừng. Chứ không phải một cái hả? Mà tới 5-6 cái. 5-6 cái sừng lận. Hèn chi anh đi nghĩa vụ mà đầu anh nó bị đau đau hoài. Không, trước anh đi nghĩa vụ là em đã cấp rồi. Vậy là trước anh đi nghĩa vụ luôn hả? Nhưng mà không sao. Nhưng mà Sau khi á, quen xong em mới nhận ra rằng bản thân anh nó có bằng anh. Người ta muốn thương em như anh mà giờ lỡ cái bụng thầy lầy rồi còn mẹ ai ở đâu mà thương nữa. Đừng có buồn nữa mà. Thôi kệ đi. Giờ anh Đức anh cũng bỏ em rồi. Thôi kệ đi. Đi bây giờ. Thôi em về nha. Thôi em. Bây giờ anh đã về rồi. Cho anh một cơ hội để chăm sóc em nha. Mặc dù anh biết là em đã cấm anh 5-6 cái sừng. Nhưng mà không sao. Anh vẫn có thể chấp nhận được vì thương em. Được. Đừng có buồn nữa. Vì giờ em bấy nhầy thầy lầy anh cũng có chấp nhận nữa hả? Thì không sao. Anh thương tình cảm thật lòng mà. Chứ anh đâu có thương về cái gì đâu. Vậy có sao anh cũng chấp nhận hết chứ. Bây giờ con sao? Bây giờ để gà nuôi chứ sao giờ. Kệ, bây giờ anh làm ba của nó. Đỡ hơn là em sanh ra em mang tiếng là không có ba nữa. Vậy anh chấp nhận anh làm ba nuôi cũng được nữa. Thôi, em xin lỗi anh nhìn ông ơi. Thôi đừng có buồn nữa. Giờ em xin lỗi anh nhiều.
Giờ xin em cảm thấy mình không xứng đáng với anh, anh tìm người khác đi. Bây giờ xin lỗi thì cũng có được gì đâu. Thôi kệ đi. Rồi rồi rồi, nín 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 còn mẹ anh sao? Bây giờ để anh về anh gái thuyết phục mẹ anh, mẹ anh cũng chịu, không sao đâu. Nha, bây giờ ngoan đi ra. Má! Ôi, con gái còn nước. Cái gì mà la làng vậy? Con đi chơi à? Ủa quán ai lo, tiệm ai lo, nãy giờ chưa bán. Mới bán canh xíu đi. Con qua nhà bạn trai con chơi, quán hướng đổi cho đi. Con gái con nướng gì mà ăn tối ngày đi qua nhà con bạn trai chơi hoài đi con. Trời ơi, má mới muốn là má muốn lấy chồng hả? Muốn muốn chứ mà mình phải giữ cái phẩm giá của mình. Thôi bỏ nhà. Ờ, giờ thôi đi đi. Thôi đi nghe xíu đi. Hả, cái dặn. Cái dặn. Cái dặn đúng không? Dặn một chút nha. Trời ơi sao được má ơi. Thôi bạn trai con mang lần chết. Chứ sao con gái má đẹp mà tìm đâu người đẹp thứ hai như con gái má được. Ờ thì đẹp. Tao đẻ mà tao phải gắng khen là đẹp thôi. Qua bệnh á. Nhớ. Người ta làm cái gì mình làm cái đó. Đừng có để mất mặt con gái nhà này. Hiểu không? Giỏi dáng lên. Người ta làm phải làm đó hả? Ừ. Nghe má dặn. Người ta làm gì là mình làm đó. Rồi. Ví dụ như là ba của bạn trai con làm gì thì mình phải nhau với mình làm như vậy. Ờ. Mẹ của bạn đang làm gì mình nhà mình làm vậy luôn. Hiểu không? Thấy ở nhà cũng ăn ướt không không mà. Rồi. Đi đi. Em muốn biết gia đình bảnh không? Ừ. Còn có tiền đó không? Rồi, có rồi. Mà sao mỗi lần được khen nó đẹp, nó nhượng dữ vậy trời? Trời ơi, mà không hiểu sao thằng nào chịu được hay thiệt chứ. Anh ơi. Ủa, em mới tới hả? Ờ, em mới tới nè. Đậu xế rồi, xế đi vô. Ồ, nhớ em không? Lên lấy chìa khóa ra kìa. Má em dặn là không có được hung, hiểu không? Má công rồi, má em nói là hung là có bầu đó. Trời ơi, biết rồi. Thôi, đi vô nhà. Má ơi! Má ơi! Ủa, anh già đâu chào má. Bạn gái con. Bạn gái con này qua chơi. Bạn gái hả? Dạ. Dạ, dạ. 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 Ngồi đi. Con làm gì vậy? Dạ, con mẹ con dặn á là mấy em người lớn là phải làm theo người lớn làm cái lạnh đó. À, lễ phép đó nha. Dạ. À, con đi vô con lấy nước cho bé uống đi. Dạ. Dạ. Tới nhà mà cứ ngồi. Em ngồi chơi đã dưới nước nha. Rồi, dễ thương quá à. Trời ơi, bé này thiệt tình dễ sợ luôn. Thôi thoải mái đi, có gì đâu mà phải căng thẳng nhau. Dạ. Thôi thoải mái đi. Trời ơi, đi che mát hồi xưa qua nhà hả? Ông ơi, dạ ông chỉ hay mời bạn gái nè. Dạ. Ba mẹ ở nhà khỏe không? Dạ mẹ cũng khỏe. Dạ. Dạ con có ba ba bác từ nhỏ à, hai vậy hả? Dạ ôi má bé dễ thương quá. Anh với chay đi con. Dạ. Anh đi mắc cỡ gì không biết nữa. Dạ. Bé dễ thương thiệt tình. Bạn gái con mà. Rồi biết rồi. Ngay từ cái lúc mà nó bước vô là má đã chịu rồi. Thì mị nết nè đôn chen diễm mạnh mà hiền làm. Trời ơi dễ thương dễ sợ. Con nhỏ mà mẹ sợ. Trời ơi đúng đàn chay cưng của mẹ. Thôi đi ra ngoài chỗ đầu đường là lấy đồ cho má đi. Là má nhận hồi sáng đúng rồi. Quên thiệt hơn còn đi ra ngoài quả gì. Rồi nhanh thôi đi rồi nha. Xíu về. Con đi nha má. Ồ dễ thương quá. Ủa mà con tên gì vậy? Dạ, nhiêu tuổi à? Dạ con tên Liễu bác. Tên Liễu hả? Hôm nay con 18 tuổi. Ồ ồ mới con 18 tuổi dễ thương chứ già. Tao nhận luôn á, y chang bác hồi xưa vậy đó. Dễ thương. Ông đi đâu vậy? Đi qua nhà ông bạn chơi chút gì. Đâu sáng giờ đi chị vậy? Qua nhà ông bạn chơi. Qua, 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 qua,
Bây giờ mày coi dặn nó đi giùm tao đi chứ tao quá mày mệt chứ con nè. Hết mẹ mày cằn nhằn tao rồi, bây giờ mày dắt cho ai cũng dắt ơ mày về đây mày làm cái gì đây? Xin lỗi. Thôi xin lỗi thôi em cho đi. Đừng đụng bên người tao, nó cằn quá trời. Thôi mày dặn nó về giùm tao đi. Đi về. Để anh nói lại cho mẹ, đi về. Còn ông nữa. Rồi sao? Ê, trời ơi, cái gì vậy? Ai, con bị liệu quá, con liệu quá. Rồi, sao hả? Mày chắc mày bỏ nó về giùm tao đi. Ôi, chết. Bà nói bình tĩnh thôi, bình tĩnh. Có gì để con nói lại sao? Nó nói mẹ mày không muốn chết, mày gắt nó về cho chết luôn quá. Cứ cười lộn hoài, thôi ta cho nghỉ ngơi đi ta. Má, không biết nhỏ này đi chơi nhưng mà vui không mà giờ chưa về. Trời đất ơi. Đi gì mới tới giờ mới về mà cái mặt gì sụn chân gì vậy bà hả? Từ nay về sau con sẽ không được đi nữa. Là sao? Con cái bạn trai con chia tay luôn rồi. Lao cũng thay má không đó. Gì thay má? Đây nói má nghe nè, má kia con nói là qua bên bả nó thấy người lớn làm thì phải làm theo đúng không? Ừ thì cũng làm thì theo con cũng làm theo đó mày. Thì được rồi đó, nhưng mà bên bả chửi quá trời luôn. Chửi gì? Có làm gì đâu, thì má kêu hai người anh làm gì làm theo thì đó. Thì cái bạn trai gia đình bạn trai con ba với má ổng quánh lộn. Ừ xong rồi con bay vô quánh phụng. Xong rồi ông nè, ba bạn trai đập cái ly, đập nguyên mâm luôn. Thì bác kêu con dặn người lớn làm gì làm theo đó, biết đâu. Trời đất tính không? Trời ơi Liễu ơi, cái này là nó chia tay mày là đúng rồi đó, nó không lợi nó vốn tao là mừng rồi đó. Thì nghĩ sao vậy? Má dặn con là người ta làm cái gì là người ta làm công chuyện nhà, người ta giặt đồ, nấu cơm, rửa chén cái gì đó. Má không dặn kỹ gì đó, làm kỹ. Còn anh là gia đình người ta có cái chuyện mà xích mích, con cũng nhảy vô con quýnh lộn phụ là gì sao mà được. Rồi cuối cùng qua nhà người ta đập phá hư cái gì rồi? Có hư cái gì đâu. Có hư cái bộ ghế salon với lại cái bàn, cái bể mấy cái ly à. Trời đất ơi, bộ ghế salon. Ông nội ơi. Tại má không chứ. Nghĩ cái gì mà tại. Ôi ta bắt đền tới trời. Đi đi, có bên này có cái gì hết không nè. Trời này mà nằm máy lạnh một cái nha. Sớm mới lạnh, bữa nay bị gì mà sao nó không mát chứ nào kêu chạy. Hay là tới tuổi nữa rồi. Bị gì vậy ta? Alo, phải đứng lạnh đứng khanh không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ em ơi, hôm bữa chị mua cái máy lạnh nhà em đó, bây giờ chị quay bị nó bị gì mà nó không có lạnh đó em. Em qua em sửa em chị nha. Dạ dạ, vậy dạ, chút xíu nữa em cho người xuống coi. Nhanh em nha, nhà chị Liễu em nha. Dạ dạ dạ. À, sẵn sàng hội chung, cấp 3. Dạ rồi, chút nữa em cho người xuống. Rồi, thêm sáng nước phèn nha. Dạ. Rồi, qua bà đất trống gọi Linh Láng đó, gần kế bên đó là nhà chị đó. Dạ dạ rồi. Rồi. Gì vậy? Dạ, em bên sửa điện lạnh á. Em bên sửa điện lạnh mà gần gần đây mình có nhà nào tên Liễu không vậy? Ai? Chị Liễu hả? Dạ, đúng rồi. Ai? Chị Liễu ở bên đây nè, nó qua ba căn nhà với hai cái cầu á, tới luôn á. Ờ, đúng cái cầu đằng trước đó không? Đúng rồi. Đâu qua cái cầu kênh gì đó đúng không? Đúng rồi, kênh sáng thèn á. Đúng rồi. Vậy thôi em cảm ơn nghe chị. Rồi vậy em đúng không nha. Đây ạ. Đi đi đi. Dạ. Mấy ông cứu nội mà làm mày lâu gì vậy trời? Tới bây giờ chưa vô cho người ta nữa. Ôi Anh ơi nè. Ừ. Anh ơi, chị cho em hỏi cái anh ở đây gần nghe anh biết chị Liễu đồ lâu không anh? Biết. Dạ. Bà anh nhà bà thôi, chị chỉ em nghe anh. Chạy đây có chục căn anh nhìn tay trái rồi anh gặp à. Là mình chạy một chục căn nhà đếm một chục căn là tới nhà chị Liễu đồ lâu. Đúng rồi, anh cứ chạy đi. Là bỏ nhà này ha. Rồi bỏ nhà này đi, rồi đi tới đi. Dạ, rồi. Em cảm ơn anh nè. Cảm ơn. Trời, sáng giờ xuống cái nhà đó xong rồi cũng mệt luôn. Lỗ tiền xăng rồi đó. Ôi. Trời ơi, mới giặt cũng thấy tủi chưa? Im lặng.
ngày mai bán dây chai mày đó. Chị giúp em cái được không chị? Hả? Chị cho em hỏi là cái nhà của chị Liễu đầu lâu ở Kinh Sái Nước Khoèn á. Chị về chị Liễu, Liễu đầu lâu. Liễu, cái Liễu chị. Trời ơi, kiếm nhà bà khó quá, hỏi nãy giờ lẹo lưỡi. Làm gì kiếm nhà nó làm gì hả? Sửa máy lạnh. Máy lạnh. À, dòng ngược lại. Đó, làm kia nó có cái con đường nhỏ mà cái đường làng đó thấy không? Quẹo vô trong đó chạy có 200 mét là tới. Là 200 mét tới. Rồi, quẹo lại bọc này lại đó. Quẹo vô cái đường tắt đó là tới liền. Mà hồi nãy anh kia kêu chạy lên đây điếm 10 căn là tới nhà. Khánh nào đi Đụng ơi, đường này xa lắm, trời xa. Ai nói 10 căn? Là bây giờ mình quá. Không hiểu là thằng với tôi bọc đường này nè đó. Em thấy cái bảng đằng kia có cái đường hẹp nhỏ xíu không? Dạ. Bọc vô cái là 200 mét là tới nhà. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ rồi, vậy em cảm ơn nhiều. Sửa máy lạnh đúng không? Sửa máy lạnh đúng không? Dạ, dạ. Đúng rồi, nhà máy lạnh sửa máy lạnh. Dạ. Rồi em cảm ơn nhé. Mà lại nặng không biết á thì hỏi người ta chỉ nữa. Dạ rồi, em cảm ơn chị nhiều. Dạ. Nói nhà ai không biết, nhà đó ai cũng biết chứ. Cái gì trời, sáng giờ thì tới luôn rồi chứ trời. Chả ăn cái chín thì quá. Cha đây có sửa cái máy lạnh không mà tới bây giờ vẫn chưa vô cho người ta. Thiệt phải tới đó làm ăn gì gùi bu kiến đậu. Mai mốt là không bao giờ xài bên đây nữa. Rồi. Em xuống đây em không biết đường gì cả, em kiếm nhà chị Liễu đầu lâu. Liễu đầu lâu á, ở Kinh Sáng em. Liễu đầu lâu hả? Dạ. Liễu đầu lâu đâu biết đường này được đâu. Rồi đi vô nhà cũng đi vô được chứ mà người ta móc sáng móc rồi không có vô được. Liễu đầu lâu là em phải đi ngược đường này đường lại nè, em đi khoảng chừng 15 căn nữa là tới rồi. Đi đâu xuống tới đây dữ vậy? Nãy có cái chị kia chị xuống đây nè. Chị xuống dưới đây. À chắc bà cũng chỉ đúng đó, nhưng mà bà chỉ đi cái đường này xa lắm, đi đường này nè. Rồi bây giờ là mình kiếm đúng rồi, mình ăn rồi. À đúng rồi. Dạ thôi em cảm ơn chị nha. Rồi. Rồi xin chào em đi. Rồi coi xe còn xăng không? Không. Ở trên này cũng có cây xăng nữa, ghé đổ gì đâu. Rồi đủ vậy. Alo tới chưa em ơi? Nhanh nhanh giùm chị nha. Rồi. Chị đợi nãy giờ rồi. Ôi làm gì mà lâu dữ thằng ôm không biết. Em đi sửa điện lạnh xuống đây này. Nhà của đầu lâu ở Kinh Sáng Nước Vàng ha, biết chị em ha. Sửa đầu lâu là chắc chị Liễu chứ này nè. Cái này đây xuống khoảng cỡ 15-16 căn là tới nè. Gì nữa vậy chạy? Và phải chắc chắn là ở dưới không anh? Ở đây thì nó nói chứ ai. Nãy giờ gặp mấy chị kia chỉ cũng 15-16 căn ngoài lại nữa em mới chạy ngược lên tới trên này nè. Chắc mấy chị kia không biết á chứ chị Liễu nằm dưới đó anh. Đúng rồi. Anh đi xuống đấy cách 15-16 căn là ngay chân đó. Đúng rồi. Đi qua ấy chạy. Kinh Sáng Nước Thèm là nằm dưới mà. Là Kinh Sáng Nước Thèm nằm dưới. Ừ. Cái bà này chứ. Lạ chứ. Cái chị kia thì kêu chạy ngược lên đếm 15-16 căn là tới. Em biết nè, cái này cái thứ 16 nè. Ừ. Ta nhầm đẳng, ta nhầm á. Bây giờ mình phải chạy vô. Mình nói đây chắc chắn là có chị Liễu đồ lo luôn anh. Đúng rồi. Đây em không biết. Cứ chạy ngược lại khoảng tới 15-16 căn gì đó rồi vòng vòng đó đó. Lỗi người ta là ta chỉ à. Dạ rồi, em cảm ơn nhiều nha. Dạ, cảm ơn anh nha. Ờ. Đi hôm nay. Bữa nay ngày đầu tiên thì mình chết luôn. Ôi, mấy cha này kêu sửa cái mày lạnh không mà lâu. Quá trời lâu gì. Bà cho con hỏi cái bà. Hỏi gì? Dạ bà ở đây bà biết chị Liễu đầu lâu mà. Liễu hả? Dạ. Mẹ ở xóm này ai không biết. Dạ bà biết cái nhà bà ở đâu chị chỉ con nghe bà. Dạ Liễu phải không? Dạ. Chạy lên đây 15 cái là tới. Gì nữa trời? Ông xuống dưới gặp hai cái ông uống trà nãy nè. Gì 15 cái hoài vậy trời? Ngoại ơi. À đó ngoại nghe nè. Bây giờ chị Liễu đầu lâu đúng không? Là ngoại chỉ giùm con một cái một dứt khoát thôi là con chạy phát một đi giấy xé cho con mệt lắm à. Nè, chỉ một cái một dứt khoát nè là tới nơi luôn, không cần phải kiếm nữa. Dạ. Đây.
chạy thẳng lên trên đó, đi 1, 2, 3 tới số 15 là nhà của nó. Ngoài chạy 15 đơn giản chạy. Chạy đường thẳng đâu có gì đâu phức tạp. Là tính ra hồi nãy là con mới từ trên đó chạy xuống. Ừ. Bây giờ ở ngoài cái quả chạy xuống chạy ngược lên là 15 căn nữa đúng không? Ai chỉ phải xuống đây? Hai cái anh kia, hai anh mà uống nước trà mày trên kia anh chỉ xuống đây là tới cái 15 rồi, có đúng cái này 15 luôn. Rồi mày tin ngoại không? Dạ, dạ tin chứ. Tin thì chỉ thì chạy lên ngược lên đây 15 căn là tới. Dạ dạ rồi con cảm ơn ngoại nha. À đi nè. Dạ con cảm ơn ngoại. Thôi nó dẫn bộ nha. Hết căn rồi đó. Thôi được mà ta chỉ không tin. Dạ dạ, cảm ơn ngoại. Ơi sao mà nóng như vậy trời. Sao có đường đi sửa máy lạnh không mà lâu dữ thằng vậy? Chứ mốt chứ đổi tiệm khác quá. Đúng không? Đúng rồi đó. Dạ dạ, chào cô. Cô. Dạ, cô à, cho con hỏi. À, phải nhà này nhà của chị Liễu đâu lâu không cô? Dạ, Liễu dưới đó kìa, 15 căn mà. Có tết. Cái gì nữa vậy trời? Là cái nhà của chị Liễu đó. Không không? Ờ, ở dưới đó. Thì sao bà ngoại bà chỉ lên đây cái nhà 15 mà đúng rồi, sao kỳ vậy? Có lẽ bị dẫn như vậy. Dạ, dạ, cảm ơn nghe coi. Là đi ngược lại là 15 cái nhà nữa là tới. Ừ, 15 căn nhà nữa. Dạ, dạ, cảm ơn coi. Dạ, dạ. Cái nhà gì vậy trời? Hôm nay bị dẫn nhiều quá. Mai chắc bỏ nghề này nè. Không, mai bán hết rồi, không, không mở điện lạnh nữa. Bán. Tôi ca không hay, tôi đang nghe cũng giận. Sao mà sửa cái máy lạnh không mà bà lâu dữ thằng vậy trời? Mấy cha có đi sửa không nhưng biết nữa. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng coi thôi. Ê, 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 nhà này đóng cửa rồi. Hai bé. Con ơi, dạ. Con chú hỏi nha. À, cái nhà này cũng phải cô Liễu đầu lông không con? Dạ không. Còn cái gì nữa vậy trời? Tôi còn ở đây con biết nhà cô Liễu ở đâu không? Ở phải chừng 15 căn. Cái gì 15 qua chứ trời? Là đi hướng nào, đi hướng nào? Đây. Ủa, không bên này nữa hả? Trời, bữa nay ngày 15 gì đó. Thì còn bán 15 chứ. Thôi vậy đi. Mà thôi chú cảm ơn nha. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ, dạ. Đi. Chú đi à. Gì nữa rồi vậy? Ngày 15 gì trời? Có lẽ. Alo, tới cho em ơi. Chị quá trời mệt mỏi rồi nha, lẹ giùm chị nha. Chịu rồi. Ôi. Đó cho. Chú. Ủa, chú cho hỏi cái chú ở đây chú biết nhà của chị Liễu đâu ở đâu không chú? Ở chị Liễu đây chắc đây 15 căn nữa. Ở dưới này nữa chú. Bao nhiêu cái chú? 15 cái. Cái gì 15 rồi chị trời? Là từ sáng giờ 15 không vậy? Dạ chị ơi, tụi con cảm ơn nha chú. Rồi, cảm ơn chú. Sắp xong rồi ơi. Còn có xíu à. Mấy cha con thiệt chứ. Làm ăn gì người bu kiến đậu tới giờ này chưa làm xong gì chưa lại sửa cho người ta. Chuyện này để đánh giá một sao cho biết. Dạ. Dạ, dạ, cô chú ơi. Dạ, cô chú. Cho con hỏi cái dạ, mình ở đây mình biết nhà của chị Liễu đâu lâu không cô chú? 15 căn. Rồi đi hướng này 15 căn. Gì ngoại trời từ sáng dạ, giờ 15 căn. Cảm ơn cô chú nha. Trời ơi, kiếm mà. Ôi trời ơi trời. Trái này chắc đủ ăn rồi hả? Mấy giờ rồi trời? Thánh thần ơi, 5 giờ rồi. Ôi. Đó rồi, đó rồi. Nhà này đúng rồi. Anh ơi, cho em hỏi cái nhà này phải nhà của chị Liễu đâu lâu không anh? Ở dưới đây 15 căn. Cái gì đừng quay dưới trời. Anh, bây giờ à, em hỏi lại một lần cuối ha. Anh giúp giùm em đi chứ em mệt dữ lắm rồi. Là cái nhà này là phải nhà của chị Liễu không? À, ở dưới đây 15 căn. Hình như cái xóm này là hợp nhau cho ta, mà hợp 15 cái gì á. Dạ, đúng chắc là 15 căn lắm không anh? 15 căn. Dạ, dạ chị thôi em cảm ơn anh này. Thôi đi. Ê, đúng rồi đây. 15 căn nữa đúng không? Cái xóm này. Tiền sửa cái máy lạnh không mà tới bây giờ vẫn sơ sửa được. Mai mốt rồi, hồng mong rồi tôi đặt bên đó nữa nha. Nhà chị Liễu đây nè, nhà chị Liễu đâu đây nè. Nhà này á. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, chiều giờ em đi kiếm nhà chị Liễu cũng. Ừ. Rồi em cảm ơn anh nha. Xe hết xăng luôn, kiếm được cái nhà của chị là em xe hết xăng. Liễu ơi. Liễu ơi.
Chị Liễu. Vậy ai vậy, ai em xong vậy? Cái gì vậy? Gì vậy? Dạ ừ. Em Minh điện lạnh gì ơi? Điện lạnh hả? Dạ. Kiếm cái gì vậy? Chị là phải chị Liễu không? À. Hồi chiều hồi lúc 3 giờ giờ mới lại đó hả? Trời dạ ơi. Em lại sớm lắm, hồi lúc 11 giờ em lại tới mà em hỏi đường. Cái nào nóng muốn chết luôn rồi sáng tới giờ. Kiếm cái nhà của chị còn khó hơn gì nữa chị. Hơn đi đâu vậy nào? Trời ơi, cái đập cái chị kia thì chị kia chạy kêu chị xuống Mỹ dưới kia á, cách 15 cái nhà, xuống dưới kia chị ngược rồi lên. Hao, hồi sáng đứng chỗ nào? Hồi sáng em đứng ở trên nhà bà này nè. Thánh hở cái ngã ba đó là cái nhà chị vô mà. Cái đường hẻm, cái ba có đường hẻm đó là nhà chị đó. Và nhưng gặp cái chị đó nói là điếm đúng 15 cái nhà là tới nhà chị. À chắc ba chỉ đường vòng. Là em kiếm được cái nhà chị là xem hết xăng luôn. Rồi thì giảm bộ không á. Thôi vô là em chị đi nha. Cái nhà này cũng ngấn mới lạnh thôi chị. Chứ sao em? Nhà chị được cái nghèo nhưng mà chơi tới bến, em hiểu không? Rồi sao ngấn mới lạnh? Rồi em ơi. Rồi nó phà bị giữ hơi ở đâu chị? Hả? Giữ hơi ở đâu? Giữ hơi đâu kệ chị, cái đây. Cũng chung mới lạnh ngấn ở đâu chị? Cục đâu? Nè. Cục nóng ở đâu chị? Cái gì vậy trời? Chị đem mít nè. Rồi. Đó. Thấy được cái gì? Cái đường dây ấy vô không? Dạ. Đó. Rồi, là nó bị nguyên nhân gì hả chị? Không biết nó sao nó không lạnh chị ơi, em ơi. Dạ. Anh kiểm tra ở đâu? Cái ca này khó dữ mày. Nhắn nhận được. Nhắn giùm chị nha. Làm với anh ơi. Dạ rồi chị ơi. Ảnh lên kiểm tra coi. Coi em gọi lên trên coi em. Chị ơi, em thấy nó bình thường mà chị. Em phải tháo ra mới kiểm tra được chứ em chưa tháo mới dòm sao biết được em ơi. Tháo đi chị vô nhà nha. Rồi. Em thấy nó bình thường à? Bình thường mẹ chứ bình thường. Cái này kiểm tra nó cho anh ơi. Bánh thằng Thiên Đụng ơi. Ngoài kia nó hỏng. Chị em hỏi này cái được không? Hồi nãy ở nhà chị sử dụng lúc nào vậy? Bấm nút này nè. Trời ơi, cái chữ hét chị ơi. Cái chữ hét là làm nóng, còn cái chữ cua làm lạnh. Là chị phải bấm cái nút này nó mới lạnh được. Còn chị bấm cái nút này là nó nóng là phải rồi. Ai biết nào hét cun què vậy đâu, đại nào thì mới gấp mới lạnh thì người ta sĩ là chị cứ tao mở này lên là xong rồi, ai biết được hét cun. Mà chị bấm cái chữ cun này giùm em, đừng có bấm nút này, nút này là chữ hét này là nó nóng dữ lắm. Không có biết tiếng Anh. Trời ơi, thất nặng thiên đụng ơi, bây giờ thì lát nữa em kêu Tránh làm dấu cho chị, rồi mốt chị bấm vậy đi cho dễ. Ôi gì vậy, vậy là đơn giản, lạnh đó hả? Đúng rồi, chứ em kiểm tra quá bình thường mà. Cảm ơn tội. Nè, giờ nó phải lạnh ngắt nè. Chị báo không à. Trời tội em trai quá trời em trai. Ôi vậy thôi, tụi em về nghe. Em đi gửi tiền cái nè. Có làm gì đâu lấy tiền. Ôi vậy hả, thôi gửi tiền cà phê. Thôi, được rồi chị ơi, được rồi. Rồi em cảm ơn nha. Rồi cảm ơn em trai, em nhiệt tình quá trời nhiệt tình. Đi về nha. Quá trời thương nè. Mai bỏ nghề luôn. Ôi, tội quá. Chị ơi, chữ này. Cái lưu số chị nha. Không chị điện. Ôi, em không dám lưu đâu. Ủa sao vậy, mày nói kỳ cục trời. Liễu Đồ Lâu sợ lắm rồi. Mai mốt mà mày thấy ai mà gọi mà cái số điện thoại của Liễu Đồ Lâu là mày chặn liền cho anh nha. Ông nội em cũng dám mất máy. Cái tao sợ dữ lắm rồi. Mai mốt chắc đặt bả thành Liễu 15 căn. Mà đúng luôn á, bữa nay cái ngày 15 không à. Cái gì cũng 15 hết sao. Ai cũng 15 hết. Rồi dưới này dẫn xe về là tới thành ở ngoài là bệnh luôn. Sáng anh đi gấp quá, không có đem theo cái bóp. Mày có đem tiền không? Không, sáng điện phóng giật y luôn chứ đem bóp bọng như thế đâu. Rồi à, anh cũng giống như mày, bây giờ cũng có đồng bạc rồi đâu, đổ xăng, người tiền đâu đổ xăng. Biết đâu, thế mà như còn tiền nữa. Có không? Còn 15 ngàn nè. Trời ơi trời, cái gì vậy trời, từ sáng giờ 15 ngàn chưa đủ hay sao, 15 hoài vậy. Dạ, anh đến trễ. Dạ, quà cáp mình em mới biết được. Quà cáp là thì ngày hôm nay em có món quà chờ muốn tặng cho anh. Dạ, cho anh rồi. Vâng anh ạ. Anh khui luôn đi, anh khui luôn đi. Khui luôn em. Anh khui đi. Dạ, quà là quà đặc biệt dành cho anh đó. Dạ, khui em. Dạ, khui luôn em. Cái quà đồ giá trị lắm nè. Đúng rồi đó bà. Cái gì vậy bà nội? Ủa? Cái gì vậy? Cái gì? Cái gì anh? Ủa? Cái que thứ hai mà. Cái que thứ hai tự nhiên tặng cho bộ tôi đi vậy? Chúc mừng anh. Hình sắp được làm cha rồi đó. Ủa? Ủa? Cô này là ai? Là sao? Cô này là ai? Dạ em ơi em, sao em đi khám gì mà. Anh nói thằng cô là ai? Thì anh giải thích cho bé biết đi, em là ai của anh? Bạn gái cũ anh. Bạn gái cũ? Ừ. Mắc tặng thì đâu có bạn gái cũ à?
mới nhưng mà bây giờ người ta có cái này rồi còn tôi mới gì nữa. Ơi là có thai rồi kìa, là có con nữa nè. Phải nè, phải của anh. Cái gì không phải của anh? Không phải của anh đâu. Ủa, ai? Anh đòi rồi. Cái này của người ta rồi, anh với anh đã gọi người ta rồi, bây giờ muốn của anh thì chứ có ai. Anh chia tay em 2 tháng. Thì trong vòng 2 tháng đó đó là mới có đó. Ủa, không lẽ hơi khơi đi đâu mà kia có bầu mà. Đúng rồi. Không lẽ bây giờ tôi dựa cái cột kia có bầu. Ờ. Cái con của anh, cái con của ai? Rồi. Anh chia tay em 2 tháng rồi. Rồi cái thứ hai em đâu có biết đâu, em nghĩ là thôi vậy là mình hết duyên hết phận. Bây giờ mình chia tay. Em không ngờ á, một tầm tầm một tháng ngoài đây em bị trễ. Trễ hả? Trễ là có. Em nói cho người khó chịu. Cái bị tử giờ nó ra nguyên. Ôi em ơi, sao mà chia tay rồi mà để xảy ra cái cớ sự gì vậy? Em có biết đâu. Cái ngày mà chia tay á, là cái ngày mà buồn đó, là cái hai đứa chia tay với cái rồi xong rồi cái làm lai gai có vài ly à. Rồi xỉn vô không biết gì đúng không? Em có thấy chị đi chưa? Tại ông nè. Trời ơi, cái gì đó. Thấy chưa, con gái đã khổ rồi mà quen với thằng này nữa. Cô tới giờ vậy luôn á. Bây giờ anh muốn chịu nhận, anh tin cái bỏ trách nhiệm với em. Không có mà. Thôi, sao chăng gì nữa bạn của nội. Anh có nghiệp gì đâu. Đừng bỏ mãi đi. Dạ anh đừng có chồng bỏ. Còn gì nữa là có bỏ đi. Con này, con anh sao? Còn con của em anh sao? Bữa đó tôi nhậu. Nhớ vô mà con. Anh thử coi giống con anh không? Anh thử đi, nó có giống anh không biết liền à. Sao thử được cái thử anh đó, đạp anh thấy không? Nó mạnh đi chang anh luôn, tôi nói gì nữa? Nó nghe này mạnh lắm hả? Mạnh lắm hả? Má ơi chị, má mạnh bạo kìa má. Cường quá trời. Bây giờ đó, anh chối bỏ trách nhiệm với em. Anh thằng khốn nạn. Thôi nè. Trời ơi cái thằng này. Bây giờ má, thấy thương quá à. Thôi, để mình thấy cái chuyện gì vậy? Sao mà khờ dại dữ vậy, chia tay rồi thì thôi đi. Em có biết đâu. Em đâu có biết là nó chia tay rồi mà nó bon hết thì cái chó vừa cái cuối gì đâu. Còn non và tơ lắm. Thêm cái mặt lị tình nữa. Tại vì em không ngờ là người như vậy, là người. Rồi giờ sao, người ta có gia đình rồi, người ta đâu có chịu bỏ bên kia đâu, rồi giờ sao? Gia đình đâu người gia đình. Nhưng bạn đó là bà mà anh mới quen với gia đình, là anh có vợ đâu mà gia đình. Trời ơi em ơi. Vậy em không biết rồi, người đến trước là phải nhường phước cho người đến sau. Thôi, đừng có khóc nữa. Bây giờ anh đối xử với em gì đó chị? Thôi đừng có khóc, có gì chị gọi sao? Đừng có khóc nữa, coi kìa chảy tùm lem tùm lút ở trên mặt mày, coi kìa trắng bọt luôn rồi kìa, nhạt nhỏ trơn rồi kìa. Ủa nhìn 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 nhạt lắm hả? Nhạt luôn, mà xanh mặt mày chứ. Ủa em làm gì vậy? Em dậm lại chị tầm. Chị đâu có khóc mới đẹp chứ chị, khóc mà không đẹp qua ai, thấy cái mặt thấy gớm sao được. Thôi, lấy đồ ăn. Nhưng mà mấy ngày nay em điện ảnh nó không có được. Anh chặn số, cho anh xóa số, là tên lãng quên tất cả với em luôn rồi. Trời ơi, sao mà bốn mẹ hả? Lúc trước cái ông quen em á, còn đăng hình nắm tay nắm chân đồ trên mạng. Xong xuôi bây giờ á, sau một đêm, anh phủi đích, bỏ quên hết tất cả lời, bây giờ anh gỡ hình em xuống luôn. Chị nói rồi, lúc mới yêu là chị đó em ơi, chứ hả? Thương quá trời. Cái bây giờ anh chặn em luôn rồi giờ. Thì em biết sao mà cách nào mà ôi trời ơi, Chị nói nghe nè, em cố gắng thật là nhiều trong cuộc sống. Bây giờ mấy ngày nay em buồn bã.
em không có ăn uống gì được hết trơn. Ôi sao mà uống gì được. Chị ơi hồi xưa em cũng biết chen vậy đó. Em không có ăn uống gì nổi chứ, em mới bỏ cả tuần lễ không có ăn uống mày gì nổi chứ. Mày gặp có bầu vô nữa. Ờ, chị cũng không nghe hạ xuống được. Chưa kể hả đồ, tôi nói về chị là dị nghị của thiên hạ xung quanh, con gái chưa có chồng mà lại có con rồi nữa. Chưa ăn uống chẳng nói chị vậy. Là em nghe cái mùi đồ ăn không lẽ em khó chịu, em muốn ngon em không ăn nổi luôn á. Chứ là uống gì. Ngon không em? Ngon không? Chị ơi làm như có bầu nó nhạt nhạt miệng nha, không được gì chứ. Kìa. Để cho nhà em chấm cái nước tương nè. Rồi. Tiệt á, nói gì vậy chứ nó cũng ăn có đâu có được gì đâu, thấy đâu nó cũng bị nhạt nhạt nó. Anh Ngọc ơi, chui, chắc cũng gán gán nuốt vô chứ có ngon lành gì đâu đúng không? Tội quá em. Tôi uống miếng nước đi em. Chứ ăn mà uống không có được thì ăn uống nó lạnh, lạnh vô nó lạnh bụng dữ lắm, nó lạnh uống vô lạnh lúc nào nó uống không có được đó. Dạ ăn nhạt nhạt làm sao vậy? Rồi giờ tính sao? Không uống được kêu bia đi chứ này nó nhạt quá. Đó, rồi em ơi có bầu uống bia được không? Có được gán nhịn đi em nha. Bây giờ sao giờ là cho đánh nào bánh quay lại với em giờ chờ này. Em ơi giờ làm gì được em ơi, có nước bây giờ em kiếm thằng khác đổ vỏ đi thì có gì đâu mà khóc nữa không biết em ơi. Người ta nói là gái một con trong một mắt mà đúng không, mấy món là đẹp ra nè kìa. Nó vô rồi kìa, nó vô rồi kìa, chị nó vô kìa. Còn cái thằng tệ bạc bạn làm gì tệ bạc mày, tệ bạc chứ ai tệ bạc. Hai nên suy nghĩ với anh, còn con của mình đó, bây giờ anh bỏ như vậy nuôi em một mình, em nuôi con. Ờ suy nghĩ gì em chưa dám nói gia đình em. Rồi em ơi không không, ba mẹ em biết em có rồi, đi làm ở Sài Gòn một cái bầu khí trai, ba mẹ em quánh em chết. Nói cô nghe nè, đó đó nhậu gặp của tôi với thằng Thanh mà tôi về trước, Thanh nó lại với tôi. Cái gì chọc quá mày nó hả? Đúng rồi, là hai thằng với nhỏ này nhậu. Đúng rồi. Còn mẹ đâu, mày đi về hay mẹ đâu? Tôi đi về. Đi về hả? Ừ. Chị bà ở nhà mà coi lại cho bà. Chị để con coi lại đi, của nó nè. Của nó tôi cũng đi về mà. Cái gì vậy, cái gì mà giờ anh lặt kèo vậy, anh đừng có lấy thường ta. Em hỏi thằng Thanh coi. Còn bữa đó em sao em không nhận dạng được không hả? Bữa đó em xỉn nhất mày luôn, nhận dạng gì trời. Thôi bà đó bà nằm đó bà xỉn. Thôi vậy là của thì là của ông nội này. Kìa cái mặt lắm lét kìa 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 đó anh ấy kìa. Nó hết rồi mà anh kìa chắc nó hết á. Bà nội mà lắm hắc lắm hơn vậy mà. Ê sao tao cũng nạn vậy hả? Có nhớ gì đâu. Bữa xin nhớ gì đâu. Không nhớ gì đâu mà. Nhớ là nói vô trước mà. Đừng nói bữa đó tôi nói chuyện tôi không thấy anh. Tôi về 4 giờ sáng cái gì thấy được. Trời ơi đó 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 xong rồi nó về luôn cái gì đó trời. Thấy giờ tôi thấy giờ. Đó thôi, yên chứ. Ôi dạ cái con kia sao vậy? Nó dặn tôi bỏ vợ rồi. Dạ sao làm chuyện tôi? Hả? Anh chịu chuyện đi. Tiểu đi, Tiểu. Làm chuyện đi bà ơi. Đúng rồi, Tiểu nè. Cô làm đi. Bỏ tôi nó về, bỏ tôi rồi nhớ như tin chia tay nè. Cái đó mình giải thoát sao thì bây giờ có... Coi như mọi người ra xin nhận tôi dễ cho mọi người nghe. Coi như bỏ qua chuyện của em bằng người thì... Ừ thôi bỏ thì mời, bỏ rồi đúng rồi. Ai đó mà thiệt chứ, bây giờ em cũng có tìm được cha cho con em rồi. Bây giờ con coi như là em sai với anh đi. Thì bây giờ là bò, không có mẹ thương khác đúng không? Ngày xưa anh bỏ em được, con này nhận nhỏ gì? Đúng rồi, ơi, đúng rồi, bạn ơi, tại nó nghe nào bây giờ thách tập quá rồi là biết rồi. Thì coi như là bữa nay nè, là lỡ nhân gì em có bầu rồi, vô đây rồi ăn xin mình té luôn đúng không mọi người? Cảm ơn mọi người, chúc mừng.
lần em nha, mình ghét con rồi nha. Dạ. Bữa đó không nhớ đâu, nhớ được què. Ôi, hỏi em giờ sao vậy? Ai biết mày đâu, còn mấy giờ mày còn không biết được thì là mình kia chịu tao nè. Thôi bà nội ơi, bà nội cứ cướp, già chết luôn. Bà nội để cướp chết rồi lấy gì đi. Thôi bà nội ơi, bà nội. Thấy không, bỏ gà không? Anh em đi. Bà bố quá. Bây giờ này, vô.